chào các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Thì lời nói đầu tiên mình chúc cho cả nhà có một sức khỏe dồi dào, gia đình an lành hạnh phúc. Mình mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình một buổi chiều cuối tuần ở bãi biển Vũng Tàu với cả nhà. Hiện tại bây giờ là 5:30 chiều rồi. Mình mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình một buổi chiều, xem cái khung cảnh bãi tắm buổi chiều hôm nay nó có đông hay không, thì mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình nhé. Thì trong video có gì sai sót thì mong cả nhà hãy hoan hỉ cho mình. Cả nhà hãy nhớ like, ủng hộ và đăng ký kênh để cho mình một ngày một phát triển với cả nhà. Hôm nay một lượng khách cuối tuần rất là đông. Người trên bờ, người dưới biển tắm rất là đông, cả nhà thấy một lượng khách rất là đông. Rất là đông vào cả nhà. Trong cái nắng ngoài bức này thì người dân ở các tỉnh lân cận đổ về tắm biển trong cái ngày nắng nóng mà rất là đông như này cả. Khách tắm biển đông. Nhà hàng tập trung còn cái nắng nóng cho nên là người dân đổ xô tắm rất là đông cả nhà. Lượng khách rất là đông luôn ở cái buổi chiều cuối tuần. Đây cả nhà xem. Những loại chơi trên bờ, người dưới biển rất là đông, và thấy rất là đông một lượng du khách. Biển hôm nay biển trong xanh cả nhà. Thời tiết nếu biển càng nắng bao nhiêu thì biển càng trong bấy nhiêu cả nhà. Mình mong rằng cả nhà xem hãy ủng hộ mình, hãy nhấn like bằng cách nhấn vào sub khuyến mãi không mất tiền cả nhà. Cả nhà chỉ một thao tác đơn giản nhấn vào sub thôi để ủng hộ kênh của mình, để kênh mình ngày phát triển.
6 giờ rồi cả nhà, nhìn thấy mặt trời vẫn còn chói chang. Rất là khó chịu trong cái mùa này, rất là nắng nóng, năm nay hạn hán cho nên mình cái thời tiết rất là oi bức. Người dân mới đi tắm biển một ngày một đông cả nhà, không cần thiết là phải thứ bảy chủ nhật. Ngày thường cũng là đông. Thường cũng đông luôn, gọi là thứ bảy như thế này, lượng khách tắm biển rất là đông. Mình zoom cho cả nhà xem một lượng khách đó, rất là đông luôn cả nhà. Rất là đẹp cả nhà, không có ồn nào, sóng gió, nước rất là trong xanh, những hình ảnh rất là đẹp. Những hình ảnh rất là đẹp cả nhà thôi. Rất là dễ thương. Người dân các tỉnh lân cận đổ xô về tắm biển trong những ngày nắng nóng này rất là đông.
xuồng rất là đẹp anh em, xuồng du lịch rất là đẹp, xuồng rất là đẹp. Rất là thân thương. Cả nhà xem một lượng người rất là đông vào cả nhà. Trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất tới với cả nhà thân thương. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ an lành bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ an lành. Xin hẹn gặp lại cả nhà 19 giờ tối mai cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Tạm biệt cả nhà.